Một người đàn ông đã bị bắn chết gần khu thương xá người gốc Việt ở trên đường Charlie. Cảnh sát đến hiện trường cây xăng Valero ngay góc đường Charlie ở đường Irving, sát với nhà hàng Check-in the Box. Sau khi nhận được tin báo về vụ nổ súng ở tại đây, một người đàn ông nằm ngửa sóng xoài ở trên vũng máu. Nạn nhân đã bị trúng ít nhất là một phát đạn. Ông được đưa vào bệnh viện nhưng qua đời không lâu sau đó. Hiện là vẫn chưa rõ nguyên nhân cũng như là diễn biến của vụ nổ súng. Cảnh sát chưa có đầu mối nghi can, cũng chưa có vụ bắt giữ nào diễn ra. Danh tánh của nạn nhân sẽ được tiết lộ sau khi nhà chức trách thông báo cho thân nhân biết. Đây là vụ sát nhân thứ bảy xảy ra tại San Jose kể từ đầu năm cho đến nay so với 9 vụ cùng kỳ năm ngoái cũng ở tại ngã tư này. Một người đàn ông đã bị bắn và tự vào bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi lưỡi hái của tử thần nhà chức trách đã kêu gọi công chúng cung cấp thêm thông tin để mà hỗ trợ cho cuộc điều tra, hãy gọi vào số 408 277 5283 hay là để tin nhắn nặc danh ở tại số 408 974 7867. ông chủ tiệm vàng ở Santa Monica đã bị đánh bằng búa khi ngăn cản kẻ cướp lại nhưng giúp cảnh sát bắt bốn nghi can. Theo đài KTLA, cảnh sát Santa Monica cho biết vụ cướp xảy ra ở tại tiệm vàng Hayes Jewelry ở khu phố 1200 ở trên đường Montana. Một nghi can che mặt bước vào tiệm vàng này và cầm búa tạ đập tủ trưng bày các món nữ trang. Ông chủ thấy vậy liền đẩy nghi can ra khỏi tiệm sau đó, một nghi can khác đến gần ông và cầm búa đánh ông. Theo an ninh của tiệm vàng cho thấy trong lúc rằng co, ông chủ cởi được áo lạnh của một kẻ cướp và nghi can tìm cách che mặt lại. Sau khi đánh ông chủ, hai nghi can leo lên xe và bỏ chạy, nhưng nhiều nhân chứng gọi cảnh sát rồi mô tả chiếc xe cho nhân viên công lực biết. Cảnh sát San America phát hiện chiếc xe ở khu số 1100 ở trên đường Wilshire và đã bắt được ba nghi can. Vụ cướp này còn có nghi can thứ tư không lên xe kịp và bị bắt gần ngã tư ở đường Gearclick và đường Idaho. Cảnh sát Santa Monica hiện là chưa cho biết danh tánh của bốn nghi can, chỉ cho biết là ba người dưới vị thành niên, nghi can trên 18 tuổi bị bắt vì tội ăn cướp và dùng vũ khí tấn công người khác. Ba nghi can dưới 18 tuổi bị bắt vì tội trộm cắp và đánh đập người khác. Theo thông tin của nhiều người chung quanh cho biết đây là tiệm của người Mỹ gốc Việt chúng ta. Cảnh sát Westminster đã bắt được ba nghi can bị nghi ngờ là đánh chết một ông vô gia cư gốc Việt và đang truy lùng nghi can thứ tư. Theo nhật báo The Orange County Register, cảnh sát đến đường Locust gần đường Westminster lúc 10 giờ 5 phút tối vì nghe có người bị thương và đang chảy máu. Tại đây họ phát hiện một nạn nhân qua đời ở tại hiện trường. Cảnh sát Westminster cho biết nạn nhân là ông Đức Lê, 45 tuổi, và ông hay ngủ ở khu vực này. Đến ngày thứ Năm, ngày 15 tháng 8, nhân viên công lực cho biết là họ bắt được 3 người có liên quan đến sự việc, ông hai thanh niên và một thiếu niên. Hai thanh niên bị bắt đó là Andrew, 21 tuổi, cư dân của Midway City và Christian, 19 tuổi, là cư dân của Huntington Beach. Cảnh sát chỉ cho biết thiếu niên bị bắt đó là cư dân của Westminster, 16 tuổi nhưng không cho biết tên. thứ tư đang bị cảnh sát Westminster chilung lùng là Jeffrey Andrade, 18 tuổi, là cư dân của Westminster. Theo mô tả thì Nghi can là người gốc Hispanic, có tóc và mắt nâu, nghi can cao khoảng 5 foot 10 inch và nặng 170 pound. Cảnh sát Westminster kêu gọi công chúng cung cấp thêm thông tin về nghi can Andrade qua số điện thoại 714 548 và 3212. một Việt kiều Mỹ về Sài Gòn để mổ mắt đục thủy tinh thể, nhưng mắt đau nặng hơn sau phẫu thuật. Tưởng là Việt Nam giống Mỹ, ông đã bèn đi kiện bệnh viện để đòi bồi thường, nhưng suốt 10 năm trời, tòa vẫn chưa xử xong. Tòa án nhân dân ở Sài Gòn xét xử sơ thẩm lần hai vụ ông Huỳnh Hữu Thông là một Việt kiều Mỹ ở California. Kiện công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Mắt Thái Thành Nam thuộc Bệnh viện Mắt Sài Gòn đòi bồi thường thiệt hại. Theo tờ báo Venezuela trong nước dẫn nội dung vụ án cho biết, năm 2009, ông Thông về Việt Nam chơi cảm thấy mắt hơi mờ nên đã đến Bệnh viện mắt Thái Thành Nam, chi nhánh quận 10 của Bệnh viện mắt Sài Gòn khám. Ở tại đây bác sĩ chẩn đoán ông Thông bị đục thủy tinh thể và đã quyết định mổ theo phương pháp phacoemulsification. Sau khi mổ mắt thì ông Thông chẳng những không hết mà còn đau nặng hơn, gần như là mù không nhìn thấy. Lo sợ, ông quay lại gặp bác sĩ và chỉ được kê đơn cho thuốc uống và nhỏ mắt. Chỉ tâm, ông Thông tiếp tục bệnh viện mắt Sài Gòn ở quận 3. Khám lại thì được nơi này chẩn đoán bị loạn dưỡng rác mạc, lét rác mạc và sẽ mù vĩnh viễn nếu không chữa trị kịp thời. Hoàng sợ ông Thông quay về San Jose thuộc tiểu bang California, Mỹ để điều trị với chi phí hết là 46.700 đô la Mỹ. Sau đó ông trở lại Việt Nam yêu cầu bệnh viện mắt Thái Thành Nam bồi thường toàn bộ chi phí điều trị này. Cùng khoản tiền mất thu nhập trong lúc chữa bệnh, tổng cộng gần 80.000 đô la Mỹ với lý do là mắt bị giảm thị lực là do các bác sĩ bệnh viện mắt Thái Thành Nam đã cầu thả và thiếu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bệnh viện này không đồng ý trả số tiền trên mà chỉ hỗ trợ là 8.500 đô la Mỹ nên ông thông khởi kiện tháng 4 năm 2014, Tòa án Nhân dân ở Sài Gòn bác yêu cầu của ông Thông. Theo hội đồng xét xử, sau khi mổ ông Thông đã được bệnh viện tái khám nhưng tự ý bỏ về Mỹ mà không có thỏa thuận với bệnh viện. Trong khi đó, ông Thông nói khi về Mỹ giữa ông và các bác sĩ bệnh viện Mắt Thái Thành Nam có trao đổi và hứa hẹn qua điện thoại nhưng bệnh viện phủ nhận việc này. Tòa sơ thẩm cũng cho là không đủ cơ sở kết luận nguyên nhân ông Thông bị phù và loạn dưỡng mạc là do các bác sĩ bệnh viện Mắt Thái Thành Nam là trong lúc mổ. Không đồng ý với phán quyết này, ông Thông kháng cáo toàn bộ bản án. Vào đầu năm 2015, Tòa án Nhân dân tối cao tại Sài Gòn xử phúc thẩm cho rằng kết quả giám định cho thấy Bệnh viện Mắt Thái Thành Nam có lỗi do không thực hiện theo quy trình phẫu thuật do chính Bệnh viện ban hành. Tuyên bố chấp nhận yêu cầu của ông Thông buộc Bệnh viện Mắt Thái Thành Nam bồi thường hơn 47.000 đô la Mỹ chi phí bồi thường thiệt hại nhưng bác số tiền gần 40.000 đô la Mỹ phần mất thu nhập như ông Thông yêu cầu. Tòa cũng cho biết là đã nhiều lần triệu tập bác sĩ trực tiếp mổ trong Thông đến phiên xử để trình bày ý kiến về chuyên khoa mắt với giám định viên, nhưng ông này không có mặt. Tưởng vụ kiện kết thúc thế nhưng đến tháng 3 năm 2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao lại quyết định hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm để làm rõ chứng cứ liên quan đến số tiền đòi bồi thường. Ở tại phiên xét thẩm lần này đại diện của ông Thông nộp cho tòa là 27 hóa đơn chưa trị tại Mỹ với tổng số tiền là 56.000 đô la Mỹ, yêu cầu phía bệnh viện bồi thường. Phía bệnh viện mắt Thái Thành Nam giữ nguyên quan điểm chỉ hỗ trợ cho ông Thông là 8.500 đô la Mỹ do các bên không đạt được thỏa thuận nên hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa. Phía bệnh viện cho rằng sau khi mổ ông Thông đã tái khám 2 lần, bác sĩ cho thuốc và hẹn tái khám lần 3 nhưng bệnh nhân không đến về các hóa đơn ông Thông nộp cho tòa đại diện bệnh viện mắt Thái Thành Nam nghi ngờ cho là không đủ căn cứ xác định chi phí chữa trị mắt của ông Thông. Hội đồng xét xử dừng phiên tòa và tiếp tục làm việc vào ngày 23 tháng 7 năm 2019. Cảnh sát Santana đã bắt một nghi can gốc Việt có liên quan đến hai vụ cướp theo nhật báo The Orange County Register, cảnh sát Santana cho biết nhận dạng được một nghi can trong hai vụ cướp này, đó là Brian Hall, 28 tuổi, là cư dân của Gandro. Qua video từ camera ninh của quán cà phê, em và tôi bị cướp vào ngày 4 tháng 7. Nhân viên công lực cho biết là vụ cướp này có hai nghi can. Sau khi nhận dạng được nghi can Ryan, cảnh sát Santana đã nhận được tin là nghi can bị bắt ở Huntington Beach, vào ngày 9 tháng 7 vì một sự việc không liên quan đến hai vụ cướp kia. Cảnh sát Huntington Beach phát hiện một khẩu súng trên người nghi can trùng khớp với khẩu súng được mô tả trong hai vụ cướp ở Santa Ana. Trong thông cáo, cảnh sát Santa Ana cho rằng Ryan có liên quan đến vài vụ cướp khác. Cơ quan này đang hợp tác với sở cảnh sát của các thành phố như là Westminster và Gainesville để mà điều tra. Tuy là bắt được nghi can Ryan Hall, cảnh sát Santana vẫn đang truy lùng nghi can thứ hai. Theo mô tả thì nghi can này là người gốc Á Châu hoặc là gốc Latino, cao khoảng 5 foot 6 inch đến 5 foot 10 inch. Cảnh sát Santana kêu gọi là cung chúng hãy cung cấp thêm thông tin qua số điện thoại 714 245 8362. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng